Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Thôn Quê Sài Gòn. Hôm nay, Thôn Quê Sài Gòn xin chia sẻ đến tất cả mọi người một câu chuyện về một vị thánh có danh hiệu là Tiến sĩ Hội Thánh và Tiến sĩ Thiên Thần. Đó là Thánh Thomas. Bé Thomas Aquinas 5 tuổi, dáng người phục phịch, lặng lẽ ngồi trên lưng ngựa với người đầy tớ. Họ đang chờ đợi giờ khởi hành. Bé Thomas cảm thấy nôn nao vì sắp được rời xa tòa nhà lâu đài xám. Nơi đó, dù cha bé thống lãnh cả một vùng, nhưng ít khi ông ở nhà. Còn mẹ thì chẳng mấy khi bé được gặp. Có người chị thân nhất lớn hơn bé 1 tuổi thì mới bị sét đánh chết ngay trong phòng ngủ cách đây mấy tháng. Thomas rùng mình khi hồi tưởng trận bão ác nghiệt đó. Đoàn ngựa chở Thomas và ba má của bé cùng đoàn tùy tùng chẳng mấy chốc đã vượt qua 6 dặm đường núi, tiến về tu viện Cassino, một tu viện danh tiếng tại Ý mà vị viện trưởng lại có họ hàng với gia đình bé. Tại đây, sau một nghi lễ vắn tắt, bé được đón nhận và trở thành một học sinh trường dòng. Thomas bắt đầu cuộc sống mới nơi đan viện không tiếng ồn ào. Lạ lùng thay, bé chẳng thấy đơn côi, nhưng lại tỏ ra thích thú cuộc sống thinh lặng nơi đây. Bé yêu thích trường sở, mộ mến vẻ thân thiện của các đan sĩ, say mê với các khúc hát trầm bổng trong giờ nguyện kinh của các thầy. Khởi sự làm môn sinh của các thầy từ khi EA 3 chữ ABC, Thomas ngày càng tỏ ra thông minh sáng trí. Cuộc sống đạo hạnh của bé phát triển không ngừng. Năm 13 tuổi, Thomas đã vượt xa các bạn đồng lứa. Cậu có một trí nhớ khác thường, thuộc lòng toàn bộ Phúc Âm và các thư thánh Phaolô. Cậu đã chuyển ngữ nhiều tập sách từ tiếng Latin sang tiếng Ý. Người ta đồn rằng Thomas không hề quên bất cứ điều gì cậu đã học. Cuộc sống trầm lặng nơi đan viện đột nhiên nổi sóng. Hoàng đế Frederick ra lệnh chiếm cư tu viện Cassino. Các đan sĩ và học sinh bó buộc phải rời bỏ đan viện. Một lần nữa, Thomas bị đặt giữa khúc quanh cuộc đời. Năm 14 tuổi, ba má cho Thomas nhập đại học thành Naples với nguyện vọng là sau cơn sóng gió, chàng có thể về lại đan viện để trở thành một đan sĩ dòng Benedicto. Danh tiếng của Thomas nổi như sóng cột. Chàng không những vượt xa chúng bạn mà còn tỏ ra nổi trội hơn các giáo sư cả về kiến thức lẫn cuộc sống thánh thiện, và được gọi là thiên thần của học đường. Chàng đã trải qua 5 năm tại đại học thành Naples. Trong khoảng thời gian đó, Thánh Đa Minh lập dòng mới có tên là dòng giảng thuyết. Các thầy thuộc dòng này chuyên giảng trong các đại học và giảng thuyết bất cứ nơi nào cần đến. Không như dòng Benedicto, các thầy Đa Minh thời đó tự đi xin ăn và đón nhận của bố thí. Mọi người đều nghe đến sự thánh thiện và kiến thức sâu rộng của các thầy, bị thu hút mãnh liệt bởi gương lành của các tu sĩ dòng Đa Minh. Thomas đã gõ cửa tu viện xin nhập dòng. Các thầy khuyên chàng hãy chờ đợi và cầu nguyện. Chàng nghe theo lời khuyên của các thầy, đồng thời làm bạn với nhiều tu sĩ trong dòng. Năm 20 tuổi, Thomas tốt nghiệp đại học. Một lần nữa, chàng xin nhập dòng Đa Minh. Lần này, chàng đã được nhận lời. Lập tức, chàng nhắn tin cho mẹ hay, vì lúc đó, cha chàng đã qua đời được 1 năm trước đó. Được tin con vào dòng Đa Minh, bà Theodora, mẹ chàng nổi cơn lôi đình. Bà nói, đây là điều bất hạnh cho dòng họ Aquinas. Hãy tưởng tượng xem, một người con trai vương giả lại đi ăn xin và giảng thuyết khắp đường phố như một người điên.
hãy đem ngựa cho tao. Nội đêm nay, tao sẽ lôi cổ nó ra khỏi tu viện. Người ta báo cho Tô Ma biết cơn giận và âm mưu của mẹ chàng. Chàng vội vã chuyển đến một tu viện khác tại Roma. Nhưng bà Theodora phóng ngựa đuổi theo. Bất chấp những gì xảy đến, Tô Ma phải vâng lời bà. Bà quên rằng thánh ý Chúa còn vượt trên ý định của bà. Gõ cửa tu viện ở Roma, bà ra lệnh phải đem Tô Ma ra ngoài. Nhưng thầy giữ cửa cho biết Tô Ma đã rời khỏi tu viện sáng nay cùng với một số thầy. Lập tức, bà sai người đưa tin cho các anh của Tô Ma đang đi lính đóng tại làng gần đó. Phải tìm mọi cách bắt Tô Ma đưa về nhà. Khoảng giữa trưa, Tô Ma cùng với nhóm các thầy đang ngồi nghỉ bên bờ giếng. Thình lình, một toán kỵ mã do các anh của Tô Ma dẫn đầu xông vào bắt chàng, rồi lôi chàng lên lưng ngựa và đem về lâu đài của gia đình. Tại đây, mẹ chàng đã giam chàng trong một pháo đài. Cửa sẽ khóa kín cho tới khi chàng hứa vâng lời bà. Bà không thèm để ý đến thánh ý Chúa và tuổi tác của con bà. Tô Ma nhìn quanh khu pháo đài bằng đá vắng lạnh đang giam hãm chàng. Góc bên này là chiếc giường ngủ. Bên kia là một chiếc bàn và chiếc ghế ộp ẹp. Quang cảnh thật trống vắng, nhưng chàng lại thích bầu không khí thinh lặng. Chàng biết rằng chàng không đơn côi một mình, nhưng có Chúa hằng ở bên chàng. Không có việc gì làm, chàng bắt đầu chuyện trò với Chúa bằng những lời cầu nguyện. Người duy nhất được phép đến thăm Tô Ma là Marotta, em của chàng, một cô gái mang nặng đầu óc trần tục. Nàng cố gắng dùng mọi lý lẽ thuyết phục Tô Ma phải vâng lời mẹ. Để cho cô em thuyết chán, Tô Ma mới bắt đầu nói cho nàng nghe về tình thương bao la của Chúa đối với nàng. Chàng khéo nói đến nỗi chỉ sau đó ít ngày mà Rota đã đi đến quyết định chính nàng cũng sẽ dâng đời mình phụng sự Chúa. Thế rồi, nàng tìm cách giúp đỡ Tô Ma những gì có thể và lén lút đem cho chàng sách vở cùng những vật dụng chàng cần đến. Thế là Tô Ma chia thời giờ ra để học hành, viết sách và cầu nguyện. Ý chí của chàng còn sắt đá hơn cả ý muốn của mẹ chàng. Tưởng chừng chàng có thể vĩnh viễn sống cuộc đời giam hãm tại pháo đài nếu ý Chúa muốn như thế. Mẹ và các anh của chàng dùng đủ mọi mánh khóe để chàng bỏ ý định tu dòng đa minh. Một đêm, họ dẫn vào cho Tô Ma một cô gái trẻ đẹp với mục đích dùng nàng để quyến rũ Tô Ma phạm tội. Không chút lưỡng lự, chàng liền rút que củi cháy đỏ trong lò sưởi, xua đuổi người con gái ấy ra ngoài. Đằng đẵng 2 năm dài, Tô Ma bị giam hãm trong pháo đài. Đã đến lúc giáo hội phải can thiệp. Bà Theodora được biết bà sẽ bị dứt phép thông công với giáo hội nếu bà không trả tự do cho con bà. Thế rồi, một buổi sáng, Tô Ma thấy cửa pháo đài bỏ ngỏ. Chàng lẹ chân trốn khỏi pháo đài trở về tu viện. Chàng và mọi người trong tu viện mà chàng quen biết, ai nấy cũng đều phấn khởi và vui mừng. Từ nay, chàng được tự do phụng sự Chúa trong dòng đa minh. Mọi người đều tỏ lòng kính yêu Tô Ma, một thầy dòng trẻ mập mạp, ít nói, nhưng chiếu tỏa sự thánh thiện. Thầy Tô Ma được cử đi học Đại học Paris dưới sự chỉ giáo của vị giáo sư danh tiếng, sau này trở thành thánh Alberto cả. Không một giáo sư hay sinh viên nào trong trường này quen biết Tô Ma khi người sinh viên mới với dáng người nặng nề trầm lặng bước chân vào lớp. Chỉ sau vài ngày, mọi người hỏi nhau tại sao và tranh luận sôi nổi. Một sinh viên lên tiếng hỏi: anh chàng đó là ai vậy? Một người nhanh nhẩu trả lời: một con bò câm. Mọi người phá lên cười. Tuy nhiên, giáo sư Alberto sớm khám phá ra sự khôn ngoan và thông sáng của con bò câm. Một hôm,
bị giáo sư công khai sát hạch Thomas giữa lớp. Thomas trả lời một cách hết sức thông minh, đến nỗi giáo sư Alberto phải lưu ý cả lớp. Các bạn gọi thầy Thomas là con bò cam, nhưng các bạn nên nhớ rằng tiếng rống của con bò cam này sẽ vang dội khắp thế giới. Trước những sự kiện đó, Thomas chỉ mỉm cười. Thầy không màng để ý đến cái tên riêng họ đặt cho thầy. Chẳng bao lâu sau, Thomas được thụ phong linh mục. Cha tăng gấp đôi giờ cầu nguyện trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Cha giảng thuyết, dạy học và viết sách. Cha Thomas cố gắng trả lời câu nghi vấn đã ám ảnh từ thời thơ ấu. Thiên Chúa là gì? Cha đã viết hết pho sách này đến pho sách khác. Và từ đó, cha trở thành một nhà tư tưởng chứ danh của mọi thời đại. Mỗi lần mà cha Thomas không thỏa mãn với những điều cha viết, hoặc phải giải quyết những vấn nạn hóc búa, cha đều đến với Chúa Giêsu Thánh Thể và cầu nguyện với Ngài hàng giờ. Một lần kia, đang khi cha Thomas quỳ cầu nguyện trước bàn thờ, thình lình Ngài nghe tiếng Chúa phán từ tượng chịu nạn: Thomas, con đã viết rất khéo về cha, con muốn cha thưởng gì cho con? Lập tức cha Thomas trả lời: Lạy Chúa, ngoài Chúa ra con chẳng muốn điều gì khác. Thế rồi một ngày kia, Thomas đột nhiên ngừng viết, mặc dù Ngài chưa hoàn tất tác phẩm nổi tiếng của Ngài. Khi được hỏi lý do, cha Thomas trả lời: Mọi điều tôi viết chỉ là không so với những gì đã được mặc khải cho tôi. Cha Thomas qua đời năm 1274, khi Ngài mới được 49 tuổi. Không đầy 50 năm sau, Ngài được tôn vinh trên bàn thờ do các tác phẩm nổi tiếng của Ngài. Thánh Thomas được trao tặng danh hiệu Tiến sĩ Hội Thánh. Do sự trinh trọng của Ngài, Thánh Thomas còn được gọi là Tiến sĩ Thiên Thần. Do các giáo thuyết của Ngài, Thánh Thomas được tôn phong là Thánh sư của các trường công giáo. Tiếng rống của con bò cam đã thật sự vang dội khắp thế giới. Hằng năm, giáo hội mừng kính Ngài vào ngày 28 tháng Giêng.